hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Vừa qua, Ban Chủ huy Quân sự Đoàn Thanh niên Phường Hải Châu 1 phối hợp với Ban Chủ huy Quân sự Đoàn Thanh niên xã Hòa Bắc tổ chức phối hợp hoạt động 27 tháng 7 và sinh hoạt Ngày Chính trị Văn hóa Hết Tinh thần cho lực lượng dân quân. Nhân dịp 27 tháng 7 này, Ban Chủ huy Quân sự Đoàn Thanh niên Phường Hải Châu 1 và xã Hòa Bắc cùng các mạnh thường quân hỗ trợ gần 40 xuất quà trị giá hơn 15 triệu đồng cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Bắc. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng tri ân sâu sắc, mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn đối với bà con nhân dân, đồng bào trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của thành phố. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là vui và cũng rất là mong được những cái dịp sau này có thể đồng hành cùng với lại Ban Chỉ huy Quân sự cũng như là Đoàn Thanh niên Phường Hải Châu 1 để tham gia những cái chương trình có ý nghĩa như thế này. Trong những năm qua thì Phường Hải Châu 1 cũng có đổi mới trong cái phương pháp mà tổ chức sinh hoạt, là tổ chức ở ngoài trời như dã ngoại đi xa cho các đoàn viên cũng như lực lượng dân quân. Thì cảm thấy là trong 2 năm trở lại đây thì các đoàn viên cũng như lực lượng dân quân tự vệ thì tham gia rất là đông đảo và cũng tạo khí thế đoàn kết trong lực lượng. Hoạt động sinh hoạt Ngày Chính trị Văn hóa Hết Tinh thần giữa Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn Thanh niên hai phường xã được tổ chức tại thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc với hình thức dã ngoại ngoài trời, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên hai đơn vị. Chương trình được lồng ghép giữa sinh hoạt giao lưu văn hóa hết văn nghệ với trò chơi nhỏ và rung chuông vàng, tìm hiểu các chế độ chính sách về thương binh liệt sĩ. Đảng ủy Ban Chỉ huy chỉ đạo cho các phường tổ chức sinh hoạt và chính trị văn hóa tinh thần kết hợp với làm công tác dân vận cũng như thăm các địa chỉ đó nhân đạo để tạo được cái tinh thần phấn khởi cho chiến sĩ dân quân thường trực, đồng thời là gắn kết cái mối giao lưu giữa đơn vị với các địa phương ở vùng đồng bào còn khó khăn. Các hoạt động hành quân về nguồn, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ kết hợp ngày sinh hoạt chính trị văn hóa hết tinh thần giúp lực lượng đoàn viên thanh niên chiến sĩ chân quân hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quê hương, biết tri ân đối với những thế hệ cha anh đi trước, qua đó bồi dưỡng rèn luyện ý chí bản lĩnh cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.